Chương trình đi bộ từ thiện, chung tay vì cộng đồng nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Đà Lạt Hash Farm vừa diễn ra tại thành phố Đà Lạt. Sự kiện thu hút hơn 1.000 người tham gia, đại diện cho hơn 4.000 cán bộ, nhân viên và các đối tác nhằm khuyến khích lối sống lành mạnh, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, gắn kết cộng đồng. Mỗi người tham gia hoàn thành lộ trình một vòng Hồ Xuân Hương, công ty sẽ đóng góp 500.000 đồng vào quỹ từ thiện Hash Farm. Cùng với đóng góp từ Đà Lạt Hash Farm, các nhà cung cấp và đối tác, quỹ sẽ trích tổng số tiền 840 triệu đồng để xây dựng 14 ngôi nhà tình thương tại Đà Lạt, Đơn Dương, Lâm Hà và Đam Rông. Tính đến năm 2024, quỹ từ thiện Hash Farm đã tài trợ hơn 14 tỷ đồng cho nhiều chương trình như trao gần 3.000 suất học bổng, tài trợ 24 dự án nghiên cứu khoa học, xây dựng 54 căn nhà tình thương, tài trợ trồng cây xanh. Sự kiện đã khép lại với tinh thần lan tỏa ý nghĩa nhân văn, đánh dấu cam kết phát triển bền vững của Đà Lạt Hash Farm.